Nơi mà một mét vuông chụp được ngàn tấm sóng ảo. Bạn biết ở đâu không? Nói vậy thôi chứ nhìn video là biết rồi đúng không? Đợt vừa rồi mình nói là bỏ Elsa ở nhà để đi chơi với hội bạn đó. Mình có nói là ghé rừng hoa bất tử nhưng mà không có nói nhiều về chỗ này. Ở đây không chỉ có hoa không đâu nha. Nước uống ở đây cũng cực kỳ ngon luôn á. Nếu đến Đà Lạt bạn có thể lên đây vừa ngắm hoa, vừa uống trà nè. Menu quán có nhiều loại trà khá ngon. Đang ngồi ăn quay qua bà chó bả làm mình hết hồn, giật bắn cả người luôn. Bạn biết vì sao hoa này có tên là hoa bất tử không? Thì khi lìa cành thì nó vẫn giữ nguyên màu xanh, nó chỉ khô đi thôi chứ nó không tàn. Ý nghĩa của hoa bất tử là tượng trưng cho tình yêu bất diệt đó mọi người. Hồi cấp 3 thằng bạn mình nó đi Đà Lạt về, nó cho mình một bó hoa bất tử, mình mắc cỡ gần chết luôn. Một hồi tới lúc ra chơi mình mới thấy nguyên một nhóm đứa nào cũng có. Hóa ra là nó thấy ở chợ Đà Lạt bán thì nó mua thôi, nó không hề biết ý nghĩa của loài hoa này mọi người. Giờ lên rừng hoa bất tử tự nhiên mình nhớ tới chuyện đó, rồi tự nhục một mình luôn, mắc cười ghê.